hồi bỏ nó hồi bỏ muốn giờ bà còn la lớn nữa. Ủa thì mình có sao mình nói vậy, mình phải thật thà chứ. Mình có bỏ nước mắt thì mình hồi nãy chơi mình dắt chị không chị hồi nãy lúc mà mình trình bày với anh đầu bếp, chị nói là chị không bỏ lớn chị còn chối leo lẻo luôn. Bà tôi cả không lại bà, tôi ngồi trong bếp bà la toàn lên tôi xếp nữa là tôi loạn lên luôn. Mê ốc cay thử ngay tương ớt chín xu cay gấp đôi mới. Chú thêm miếng đói quá à. Thêm miếng đi đói quá. Bê xuống dưới rồi cũng em. Cái gì vậy nào? Sao khát khổ hả từng đứa? Đây hai. Ăn ơi. Ăn gì? Dạ các bạn ơi. Trời ơi. Hay được. Mày nó rồi. Nó nấu ra. Chúa. Tao nói. Excellent. Mình cái này được. Tuyệt sắc. Tuyệt vị. Không biết có thể bàn cãi được quá ngon. Đó. Thử đi, tao làm không thể sợ luôn tâm lẫn. Không thể sợ luôn tâm lẫn. À, chủ nhà hàng. Tại sao hôm nay chủ nhà hàng thua thảm hại thế này? Không có thua đâu. Ủa? Alo? Rất ngon luôn. Nè, bây giờ anh Wifi mời anh một cái nè, anh ăn, anh công tâm, anh đánh giá nè. Không hề thua. Không, làm rất là ngon luôn. Ăn lắm Tài. Hồi nãy cái vấn đề là lỡ bỏ nước mắm vô. Chỉ là bỏ nước mắm vô thôi. Còn thực ra là về bánh và cả ướp đều rất là nhiều bạn nè. Ai là người bỏ nước mắm vô à? Rất là ngon. Ai là người bỏ nước mắm vô à? Cái này có phải là anh đang quen tay chiên chả cá bằng nước mắm rồi về bỏ nước mắm vô chiên bò không? Bà thấy ngon mà. Còn nói nữa. Bà còn nói nữa. Không anh, nên bỏ em bỏ nước mắm rồi. Hồi bỏ nó, hồi bỏ muốn giờ bà còn la lớn nữa. Cho em xíu nước mắm. Ủa thì mình có sao mình nói vậy, mình phải thật thà chứ. Mình có bỏ nước mắm thì mình hồi nãy chơi mình dắt chị không chứ. Chị hồi nãy lúc mà mình trình bày với anh đầu bếp, chị nói là chị không bỏ lớn chị còn chối leo lẻo luôn. Bà tôi cả không lại bà, tôi ngồi trong bếp bà la toàn lên tôi xếp nữa là tôi loạn lên luôn. Bình tĩnh, nấu bếp là một trận chiến bình thường. Đây em thử đi. Trời ơi, anh Khang nấu bếp mà em tức điên luôn á mọi người. Ủa, người ta nấu bếp đã thời gian, người ta quy định có giới hạn. Mà ảnh hả, ảnh rất là... Đây quý vị, nếu như ảnh bỏ nước không ngon thì làm sao mà ảnh không còn một cái gì, đúng không? Mẹ dĩ nhiên, bỏ quá. Chán thì chủ nhà hàng nghi ngờ. Mà khổ nha quý vị. Em nhà hàng của em là bán món Việt Nam, bán món chả cá, mà bây giờ kêu em làm món hamburger à. Rồi em có làm cái hamburger lần nào đâu làm. Rồi em có làm cái hamburger lần nào đâu làm. Sao biết cái vị là ướp như thế nào mà chớ mới cho con có một lần. Mà là những món xuất sắc thiệt. Anh đầu bếp anh nghĩ là cho hai đội về cho vui chứ thật là món này ngon lắm. Cho em xuyến nước mắm. Cho một cái đĩa. Cái gì ở đây? Nè, tận dụng trồng rắn của người ta nè. Dạ dạ. Đúng rồi. Trộn vô. Ờ được, ít thôi. Nhiều lắm luôn á, thịt nhiều lắm. Bới đầu nửa trước đi, không nửa cái đi không. Em đốt trước. Đúng rồi. Để tỏi trong đây lát hồi mình áp chảo kia nó sẽ cháy tỏi nha. Đổ ra cái chén này nó nguội rồi hả? Chứ không đổ từ tiếp được đâu. Đổ ra chén này nó nguội. Chén phía sau lưng kìa. Sắp xì tới đi. Cắt bánh chưa? Harry được anh chỉ đồ rồi Harry. Ok. Dạ dạ. Hành chưa? Chưa. Có sẵn rồi. Để chút. Để cắt thêm mấy miếng. Dạ thôi, viền là cho nó đẹp, xung quanh có thành. Chưa chưa, bánh kem chảo chưa? Ủa sao xào hành tây chi vậy? Món riêng của em. À món riêng, hay quá. Rồi chấp. Không sao đâu, chị bỏ vô đi, mình nén xuống sau. À vậy hả? Từ từ nha. Chỉnh lên nhiệt độ tối đa nào. Rồi. Lấy cái nắp đậy lại, phải cho nó chín bằng hơi cơ. Anh ơi, khét rồi. Khét. Thêm dầu ăn luôn. Chết rồi. Bắt đầu khét rồi hả? Chưa. Bình tĩnh. Em không thể nào bình tĩnh được nữa rồi. Bây giờ lấy cái đồ úp ngược lại cái này coi. Rồi, 2, 3. Hay quá à. Hay quá anh ơi. Em rất chất là ăn phô mai luôn á. Ủa anh, phô mai là để trên bò hay là dưới bò? Trên bò. Nhưng mà lát xong mới để. Bên kia làm xong chưa? Ủa em không làm gì hết trơn hả Ri? Em không làm gì hết trơn á, em chỉ có nhìn họ làm thôi. Đồ em xuất sắc quá, em sướng muốn chết luôn á. Mà ngon không? Cái đó em không biết. Ê chết rồi, chết rồi. Chính rồi đó. Nát đó, cái khuôn đâu rồi? Bây giờ lấy phần chính, lấy cái phần chính. Lấy phần chính ra. Lấy phần chính ra. Đúng rồi.
mình chơi hành chính nó ngon hơn, gia vị quan trọng lắm. Chưa có chim tét gì. Rồi xong rồi, rồi dọn đây. Cao thủ võ lâm không ha? Từ từ bánh mì vô nướng đi. Dạ, cao thủ bánh mì cho nó nướng lên 175 độ. Anh bỏ cái dĩa vô nó nướng không? Không. Ok, nice. Xong ạ. Xong ạ. 10. Chưa bao giờ em cảm thấy em vô dụng như vậy. Bỏ vô. Bỏ cái này lên. Bỏ lên cái thớt à. Lên cái thớt chẳng gì. 85 năm. Đúng 2 cái thôi được rồi. Bỏ cái thớt giống mình kìa. Ô, nóng quá. Nóng lắm chị ơi. Lâu quá mọi người, lâu quá. Xong rồi. Xin cảm ơn. Anh Khang, anh không cần em nữa. Từ từ. Đếm đóng ở đây luôn đi. Hết giờ rồi cả nhà ơi. Hơi tham nhưng à, rồi rớt. Trời. À dạ vậy, ô dùng tay ém á kìa. Rồi rơi vãi quá. Ăn dạ ăn luôn à. Cheese bỏ lên. Hành tây nữa. Thôi hai ba mình đi ngủ đi. Lâu quá. Mốt mà qua nhà là tao ăn tối là coi như là khuya mới được ăn. Ăn trưa là tối mới được ăn. Em thích ăn nhiều phô mai. Rồi. Hy vọng là anh sẽ phục vị với món hamburger của đội em. Rồi. Nhiều quá, nhiều thích. Giấm mì. Tôi lòng tiếng luôn. Ướp vừa vặn nha. Đó, ăn chưa đấy. Nhưng mà em có cảm giác của nước mắm đâu bay á. Cho em xíu nước mắm. À, hình như là nãy không. Đó phải là anh. Anh Giang ơi, đó phải là một sự kết hợp rất là đậm đà. Mình đưa về Việt Nam mình phải dạ có gì đó. Em ăn kì quá. Dạ. Rớt quá kìa. Em ăn dạ kì quá. Dạ. Ghê quá. Giờ bánh nguội luôn. Bánh mì hơi mềm á. Trời, hamburger ngon à. Ồ. Thôi không dạ. Coi bòn không. Ngon ha. Rồi. Thịt nó juicy không à. Gọi là căn hộ, còn chỗ anh họ gọi là ổ. Thế giới em xài tiền Việt, còn thế giới em xài tiền đâu. Ba của mình giống như ba đứa trẻ em cơ nhở á. Cái burger mà em thấy tốt nhất là burger không khô. Đúng. Chính xác, mà lại có grill onion. Yeah. Nhìn ảnh ăn ba miếng là hiểu rồi đó. Chút xì quá trời đúng không? Yummy. Thật ra là cũng ngon nhưng mà ướp đậm đà là bên đây. Đúng. Ủa, ba ngon. Thật. Cho miếng, cho miếng thử đi. Ăn ít thôi, còn nhiều đồ ăn lắm. Ủa vậy hả? Còn nữa hả? Rồi, cuối cùng sao? Đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapping All Star Concert, Live Concert. Duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2, 20 giờ từ ngày 21 tháng 11.